Bye.
ngoài những việc tết tóc cho các bạn này thì bàn tay cô giáo còn làm những việc gì cho các bạn nữa nhỉ? Không phải bảo bọc nào? À, bàn tay cô giáo còn làm gì cho các bạn nhỏ nhỉ? À, và cho các bạn nhỏ bạn nào có ý kiến nữa? Nào mời con. Mời Hưng nào. Bàn tay cô giáo làm gì cho các bạn nhỏ nữa nhỉ? Con quanh tay vào nào. Con thưa cô. Bàn tay cô giáo làm gì cho các bạn nhỏ nhỉ? Và cho các bạn ạ. À. Cả lớp ơi, đúng chưa nào? Rồi, chúng mình cùng đọc lại một câu văn trong thơ tiếp theo nhé. Bàn tay cô giáo vá áo cho em. Rồi, bàn tay của cô giáo giống như người, giống như ai trong gia đình của mình nhỉ? Nào, cô Văn Huyền Anh nào? Bàn tay cô giống như ai trong gia đình của mình? À, giống như mẹ Hiền. Có bạn nào ý kiến nữa? Cô Văn Minh Châu nào? Đôi bàn tay của cô giống như ai trong gia đình của mình nhỉ? À, giống như mẹ Hiền. Bạn nào có ý kiến nữa? Nào, cô Văn Phúc Viên nào? Bàn tay cô, bàn tay cô. Ừ. Đôi bàn tay cô giống như ai trong gia đình của chúng mình? À, giống như người mẹ Hiền. Cả lớp ơi, đúng chưa? Rồi. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ học lại cùng với cô Ngân hai câu thơ nhé. Như tay chị cả, như tay mẹ Hiền. Rồi, khen cả lớp một trăm tay con nào. Bây giờ chúng mình đã thuộc bài thơ chưa? Rồi ạ. À, cô cùng chúng mình hãy đọc bài thơ lại một lần nữa nhé. Bàn tay cô giáo tết tóc cho em, về nhà mẹ khen tay cô mềm khéo. Bàn tay cô giáo vá áo cho em, như tay chị cả, như tay mẹ Hiền. Em cả lớp cho các bạn thơ nào. À, một số bạn đã thuộc rồi nhưng cô Hà quên một số bạn chưa thuộc lắm đâu, nên bây giờ chúng mình hãy cùng nhìn lên trên màn hình để chúng mình xem và nghe tin sơ thơ lại một lần nữa nhé. Cả lớp đồng ý không nào? À. Mời các con ngồi thân chân tự nhiên lên chủ đề nghe thơ nhé. Bàn tay cô giáo
Phương thực hai bài thơ cho các cô cùng nghe nhé. Xin mời cô. Nào, chúng mình chuẩn bị đọc bài thơ cho các cô cùng nghe nhé. Bàn tay cô giáo tắt cho em về nhà nhẹ khen, tay cô mềm khéo, bàn tay cô giáo vá áo cho em như tay chị cả. Bây giờ chúng mình thử xem chúng mình có đọc giỏi hơn các bạn không, thì cô mời ngàn mời tổ và anh chúng mình hãy cùng lên sân khấu và biểu diễn bài thơ nhé. Ăn giỏi nào.
bây giờ bạn nào giỏi có thể lên trên sân khấu và đọc thử bài thơ cho các cô cùng nghe nào. Bạn nào nhỉ? Rồi, cô mời Minh Châu nào, xin mời con. Cả lớp thưởng cho Minh Châu một tràng vỗ tay thật to để bạn thầy được bài thơ nào. Cô bàn tay của cô giống như ai trong gia đình của chúng mình.